Máy hút ẩm Corona 10 lít đời 2018 hàng mới tầm 90% cực kỳ tuyển siêu êm luôn mọi người nhá. Ok, chào mọi người này, từ buổi sáng hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy hút ẩm nhé. Con này là con Corona mọi người này. Con Corona hàng nội địa Nhật mọi người nhá. Hàng nội địa Nhật ạ. Con này sẽ phải dùng điện 100. Đấy, hiện tại em đang cắm thực tế đấy mọi người nhá. Con này thì công suất là 10 lít trên ngày, dùng cho phòng độ khoảng 35 mét vuông đổ lại mọi người nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ tuyển luôn, đời cao mọi người nhá, đời 2018. 2018 trắng đẹp nguyên zin, không sơn không sửa, không làm bất cứ gì cả. Về chỉ có lau lại là bán thôi các bác nhá. Một con hạt cực kỳ tuyển em lựa. Đấy, em đi mổ mọi người nhá. Đấy, hình thức máy đây mọi người này. Con này thì sẽ có hiển thị độ ẩm này. Đấy, có chế độ đây là hút ẩm này mọi người này, sẽ quần áo này. Đấy, đảo cánh gió nhá. Đấy. Tất cả nó ok hết mọi người nhá. Mình đã test làm rất là ok rồi. Đây mình sẽ quay cho mọi người cái thông số phía sau nhá. Con này dàn siêu đẹp luôn. Đây các bác này, dàn con này có cả bằng than khử mùi nhá. Có cả bằng than khử mùi, dòng Corona nó hay có. Đấy. Con này thì là mã là CDH017. Đấy. Công suất tiêu thụ điện là 300W. Đấy. Con này là DES 2018 này. Hút là 90 lít trên ngày theo tiêu chuẩn nội địa này, thì nó tương đương với khoảng phòng độ khoảng 35-40 mét vuông đổ lại mọi người nhé. Đấy, máy thì cực kỳ đẹp. Đấy. Bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em, một chiếc hàng cực kỳ tuyển.